Khi được tận hưởng cái vị ngọt của tình yêu, chắc chắn mấy ai nghĩ rằng một ngày mình và nửa kia sẽ chia tay đường ai nấy đi. Mà chắc có lẽ không ai rảnh để nghĩ đến chuyện đó. Chúng ta đều muốn trân trọng từng giây phút bên cạnh người mình yêu, từng cử chỉ dù nhỏ nhất cho đến những lần đi hẹn hò. Chúng ta đều muốn những kỷ niệm đó tồn tại mãi mãi. Tuy vậy, cuộc sống này lại không màu hồng. Sự chán nản khi thấy những điểm xấu của đối phương, sự ghen ghét vì những điều chẳng mấy nghiêm trọng, sự mâu thuẫn khi hai người không thể đồng nhất quan điểm luôn trực chờ sẵn. Nó xuất hiện một cách bất ngờ để cắt đứt sợi dây tình cảm. Có lần sợi dây được nối lại, nhưng nối mãi thì cũng sẽ có ngày đứt vĩnh viễn thôi. Những điều xảy ra tiếp theo thì chắc ai cũng đoán được hoặc đã từng trải qua để biết chúng tệ tới nhường nào. Trong bài viết lần này, chúng ta hãy cùng nói về mảng màu xám của tình yêu thông qua bài viết Chuẩn bị cho một cuộc chia tay của tác giả Lâm Duệ Nghi đăng trên Spyroom. Còn mình là Nam, chúng ta cùng bắt đầu video thôi. Em nghĩ là ngày xưa nếu mà mình đi chơi nhiều hơn thì bây giờ có nhiều chuyện kể hơn. Cái môn lý nó đem lại cho mình một cái khả năng, đó là trừu tượng hóa cũng như là khả năng tưởng tượng rất là tốt. Cái đấy giúp ích khá nhiều cho em trong cái việc mà những cái ý tưởng hay ấy, nó chỉ là một phần của thành công thôi. Cái ý tưởng là cái bước đầu, là cái tiền đề, nhưng mà cái việc vận hành rất là quan trọng. Các bạn trẻ mà tham gia các cái công ty thì em nghĩ là mình cũng nên tìm một người thầy cho mình, không chỉ là về chuyên môn mà còn về các cái kỹ năng sống. Việc của mình là làm sao những cái dự án mà mình làm ra ấy, nó đem lại lợi ích cho người dùng và nó tích cực. Xem toàn bộ ở kênh YouTube Người Trong Môn Nghề, bọn mình có để link ở dưới phần mô tả. Nếu bạn đang đắm chìm trong một mối tình hoặc đang thích ai đó, bài viết này có thể khiến cho các bạn đau lòng. Nhưng mà cuộc sống vốn dĩ luôn phải tràn ngập nỗi đau, nên đôi chút nỗi buồn từ bài viết này, tôi nghĩ bạn cũng sẽ có thể chấp nhận được. Sau mấy chục bài viết về tình yêu, đã đến lúc chúng ta nên tỉnh táo lại trong mớ cảm xúc đẹp đẽ. Yêu đương thì vui thật, có người yêu thì mọi thứ cũng trở nên khác đi. Nhưng trong đa phần những mối tình vào khoảng 20 đến 30 tuổi thì xác suất chia tay vẫn luôn cao hơn là kết hôn. Sự thật là vậy, chúng ta phải quen ít nhất là 3-4 người trước khi tìm được một đối tượng tốt để kết hôn. Nhưng nếu bạn không may nữa thì phải kết hôn tận 2-3 lần mới có thể tìm được một người bạn đồng hành thực sự. Còn nếu bạn quay vào ô đặc biệt thì yêu một người, cưới họ và sống đến cuối đời thì đó lại là câu chuyện khác. Phần lớn chúng ta không có được sự may mắn đó và cái kết đau lòng sẽ luôn có thể xảy ra. Thực ra, việc chia tay cũng rất bình thường thôi, nhưng tùy theo mức độ cảm xúc và tình huống thì đôi khi nó lại khiến cho chúng ta chơi vơi một khoảng thời gian có thể là rất dài. Có người bảo thất tình không đáng sợ, thất nghiệp mới đáng sợ, nhưng tôi lại thấy ngược lại. Thất tình có thể thay đổi hoàn toàn một con người vì nó liên quan nhiều đến cảm xúc. Và đương nhiên, điều này có thể không đúng với một số người không coi trọng tình cảm quá nhiều. Khi bước vào một mối quan hệ, ai trong chúng ta cũng đều ôm ấp một sự hy vọng với mối tình mà mình đang có. Khi tình yêu đang ngập tràn màu hồng, đâu đâu chúng ta cũng nhìn thấy hình bóng của đối phương. Ăn uống, ngủ nghỉ, việc gì cũng muốn có đối phương bên cạnh. Nhưng giới trẻ bây giờ, hay phải nói là chúng ta của hiện tại thì rất nhiều người đang sống theo chủ nghĩa enjoy the moment. Tức là chỉ cần biết hiện tại vui vẻ là được, còn những chuyện khác thì lo làm gì cho mệt đâu. Cách sống này tôi vẫn đang thử, và nó chiêu thật, cũng khiến mọi chuyện nhẹ nhàng hơn thật, trừ tình yêu. Trong tình yêu thì có rất nhiều giai đoạn, và giai đoạn khó khăn nhất chính là chán nhau. Nếu bạn yêu một người đủ lâu, có người thì vài tháng, có người thì vài năm, nhưng khoảng thời gian chán nhau này nhất định sẽ đến. Giai đoạn này đến, tức là họ đã không còn cảm xúc gì nữa, và có nghĩa là chúng ta sẽ đường ai nấy đi. Điều này cũng rất dễ hiểu thôi, hết cảm xúc với nhau thì tiếp tục đi bên cạnh nhau sẽ rất dễ xảy ra vấn đề ngoại tình, hoặc lâu dần thì chẳng còn quan tâm gì tới nhau. Dù là kiểu nào thì nó cũng khiến chúng ta đau lòng đến tuyệt vọng, và với cách sống ở hiện tại thì chuyện đương nhiên là cái gì mệt mỏi quá thì vứt bỏ, kết cục chắc chắn là chia tay. Thực ra nếu nhìn vào việc không còn tình cảm với nhau nữa và chia tay thì cũng rất đơn giản thôi. Hay vì bất kỳ vấn đề gì dẫn đến chia tay thì chia tay thôi. Nhưng quan trọng là có thể chúng ta lại là người bị động trong việc này. Tức là bản thân vẫn còn yêu đối phương rất nhiều và mọi thứ đều diễn ra bình thường hoặc bất thường và bạn nhận ra, nhưng nó vẫn chưa có một dấu hiệu gì đó quá cụ thể. Và đối phương lại hết tình cảm hoặc đột nhiên đưa ra lời chia tay. Lúc này, chúng ta sẽ bị sốc và chìm trong nỗi đau thất tình. Việc chuẩn bị cho giai đoạn này là cần thiết,
mặc dù nghe nó khá viển vông. Vì dù bạn có chuẩn bị kỹ tâm lý như thế nào thì nỗi buồn nó vẫn sẽ đến. Nhưng mình hy vọng ít nhất những sự chuẩn bị có thể khiến bạn vững vàng hơn khi rời đi. Mục đích cuối cùng của tình yêu chính là đồng hành. Lâu dài hay ngắn hạn thì chúng ta cũng sẽ trọn vẹn cảm xúc với nhau, thì đó chính là một kỷ niệm đẹp. Có thể lời chia tay sẽ đến bất thình lình vào lúc bạn không ngờ nhất, nhưng hãy cứ luôn nhiệt tình hết sức có thể đối với mối tình của mình. Khi nghĩ lại, bạn cũng sẽ chẳng còn điều gì phải tiếc nuối để nghĩ đó là lỗi của mình. Việc quen một người có thể sẽ khiến chúng ta nghĩ đến sẽ đi lâu dài với họ. Nhưng hãy thực tế một chút, không phải ai sau khi quen nhau thì cũng có thể kết hôn. Nên hãy nghĩ thật kỹ và chuẩn bị cho mình một khoảng cách giới hạn với họ. Đừng cố gắng nghĩ về tương lai với họ, vì chính những suy nghĩ lâu dài đó sẽ khiến chúng ta mắc kẹt ở quá khứ và vô tình làm áp lực cả họ. Hãy để bản thân có một vòng giới hạn an toàn. Đừng vì nghĩ chúng ta đã quen lâu thì có thể đem toàn bộ lớp phòng bị của mình gỡ bỏ. Vì chính vào lúc bạn cũng chẳng còn lá chắn nào nữa mà họ rời đi, thì người đau lòng nhất lại chính là bạn. Không phải mối quan hệ nào cũng cho chúng ta một đáp án chuẩn xác kết quả. Nên để an toàn thì chính bạn phải đừng để họ có cơ hội xâm chiếm vào cuộc sống của bạn quá nhiều trước khi có một kết quả rõ ràng nào. Hãy tận hưởng một mối tình trước mắt bằng một sự chân thành. Cây có thể ra hoa thì nhất định sẽ ra hoa. Còn nếu không thì chúng ta lại tiếp tục tìm đến một cái cây khác. Thế thôi. Có nhiều người khi quen người yêu thì sẽ dành 100% thời gian cho người yêu mà quên mất bạn bè, người thân và cuộc sống riêng của mình. Hãy nhớ là chúng ta có thể mất người yêu hiện tại bất cứ khi nào chỉ cần họ muốn rời đi, thì dù bạn có dùng trăm phương ngàn kế cũng không thể níu chân họ. Vậy nên hãy phân bổ thời gian của mình một cách hợp lý. Đừng dành cho họ quá nhiều thời gian mà quên mất những người thân thiết bên cạnh mình. Vì khi người bạn yêu rời đi thì những người đó mới chính là những người sẽ bên cạnh chúng ta, và họ cũng đáng được trân trọng dù là bạn có người yêu hay không. Việc có thêm bạn bè và luôn có một lịch trình riêng cho mình cũng khiến bạn tự chủ hơn với cuộc sống. Đôi khi họ bất chợt có rời đi, chúng ta cũng sẽ chỉ mất một phần nhỏ quỹ đạo cuộc sống của mình, và rồi chúng ta vẫn sẽ tiếp tục sống và điền vào chỗ trống đó một cách nhanh chóng. Đừng quá phụ thuộc vào bất kỳ ai hay trông đợi vào họ quá nhiều. Sự dựa dẫm sẽ giết chết một cuộc tình, và sau cuộc tình đó, sự phụ thuộc sẽ là liều thuốc độc cho nỗi đau tinh thần của chính chúng ta. Khiến cuộc sống của mình chỉ tràn ngập hình bóng của đối phương thì có thể hạnh phúc thật. Nhưng đến lúc họ mệt mỏi và rời đi thì những hình bóng đó sẽ khiến chúng ta bị dày vò nhiều nhất. Nên hãy để sự cân bằng lúc nào cũng tồn tại trong cuộc sống của mình. Và một người luôn có sở thích, niềm vui riêng thì cũng luôn thú vị hơn là một người chỉ xoay quanh cuộc sống của mình với một người duy nhất. Đôi khi một người đi, một người muốn ở lại luôn khiến cho cuộc chia ly trở nên khó khăn. Nếu hai bạn ở chung thì việc này sẽ càng khó khăn hơn. Hãy cân nhắc thật kỹ và luôn chuẩn bị cho mình một đường lui. Tức là khi họ chia tay, bạn sẽ ở đâu và làm thế nào để không nhìn thấy họ nữa. Việc ở chung với nhau rồi thì cũng hãy nghĩ đến trường hợp khi chia tay rồi bạn có thể đi đâu để tránh mặt. Và trong khoảng thời gian buộc phải ở cùng nhau đó, mình nên giữ một khoảng cách thế nào để cả hai không bị tổn thương. Đôi khi vì một người còn yêu, một người vì muốn chấm dứt sẽ khiến cho tình huống trở nên tồi tệ hơn bạn nghĩ. Việc bạn nhìn thấy họ thôi cũng đủ khiến bạn bật khóc hoặc suy sụp tinh thần. Nếu họ vượt qua quá nhanh thì lại càng khiến bạn phải suy nghĩ nhiều hơn. Liệu họ có phản bội hay không? Có phải mình chưa đủ tốt nên họ đã chuẩn bị rời đi từ rất sớm? Vân vân và may. Đủ loại câu chuyện có thể xảy ra sau khi chia tay, và nó luôn khiến cho chúng ta bị mất đi sự tự tin trong một khoảng thời gian có thể gọi là khá dài, tùy theo từng người và mức độ tình cảm. Vậy nên hãy luôn chuẩn bị một kế hoạch B gọn gàng và dứt khoát cho chính mình, để khi họ nói lời chia tay, chúng ta sẽ dứt khoát ra đi mà không để bản thân rơi vào sự đau đớn khi phải tiếp tục tiếp xúc với đối phương. Việc này là một trong những việc khó khăn nhất trong vấn đề chia tay, và cũng khó chuẩn bị nhất nếu bạn đang yêu họ. Chẳng ai là muốn phải bỏ người mình yêu cả, cũng chẳng ai muốn nghĩ đến chia tay, nhưng chúng ta cũng không thể làm gì khác khi họ đã thực sự muốn rời đi. Níu kéo là quyền quyết định của bạn, nhưng hãy giữ việc níu kéo có một chừng mực nhất định. Nếu họ đã nhất quyết sau 2-3 lần níu kéo của bạn, hãy để họ đi. Đôi khi việc níu kéo của chúng ta chỉ khiến họ thương hại và ở lại. Mối quan hệ đó rồi cũng sẽ chỉ kéo dài trong sự mệt mỏi. Vậy nên, hãy để tâm trí của mình luôn ở thế sẵn sàng rời đi mà không làm phiền với họ.
Có một bài hát mà tôi rất thích, chính là Thể Diện. Bài hát này có một câu thế này: đừng để chấp niệm phá hủy ngày hôm qua, tôi đã yêu anh, lưu loát, dứt khoát. Đừng để sự chấp niệm của mình khiến những kỷ niệm đẹp bị phá hủy. Tôi tin là trong giai đoạn chán nhau mà chúng ta có thể tiếp tục bên nhau, và trải qua những ngày nhàm chán cùng nhau được, thì sẽ có một cái kết viên mãn hơn cho mối tình đó. Nhưng đó là góc nhìn của tôi, và cũng có thể là của bạn, chứ không phải họ. Yêu nhau thì cần hai người đồng ý, nhưng chia tay thì chỉ cần một người muốn, thì mối quan hệ đó nhất định sẽ phải chấm dứt dù sớm hay muộn. Nên thay vì đau lòng, hãy chuẩn bị một lịch trình riêng cho mình, để khi họ rời đi, cho dù có đau lòng, chúng ta cũng sẽ mạnh mẽ rời đi mà không khiến bản thân suy sụp đến kiệt quệ. Chúc các bạn hạnh phúc. Vừa rồi là bài viết chuẩn bị cho một cuộc chia tay của tác giả Lâm Duệ Nghi đăng trên Spyroom. Nếu thích video lần này, hãy để lại một like, share và subscribe cho chúng mình nhé. Còn mình là Nam, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.